hoa. Nhưng mà để số điện thoại bạn này, người ta tới người ta gọi bạn này xuống lấy hoa. Xong rồi con lấy cái con nhắn tin qua chị ơi làm bạn gái em nha. Trời nhắn tin đó mà ngại. À, giờ mà còn kêu bằng chị nữa. Cũng set up này nọ, người ta đặt bàn xong hết rồi, hẹn giờ giấc xong hết rồi. Cái nhắn lại thôi chị ơi không đi đâu. Thôi chị ơi không đi đâu. À, vậy sao vậy Minh? Tự nhiên cái con tưởng tượng ra, tự nhiên tới đêm mà tối mà cầm bó hoa đứng ngay hồ Bánh Nguyệt mà cầu hôn á, không biết mình có làm nổi không, ngại. À, xin chào hai vợ chồng. À, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ chào cô Hồng Vân, anh Quốc Thuận. Dạ tên là Tuyết, 31 tuổi, hiện tại đang làm bên ngành thẩm mỹ. À, tới cưng nè. Chào anh Thuận và cô Hồng Vân, em tên Minh, đang hiện đang là làm về bên ô tô. Dạ em có một cái gara ô tô mua bán và độ xe. À, là Minh nhiêu tuổi rồi? Dạ em 30 tuổi. Dạ con lớn hơn Minh 1 tuổi. Ủa vậy thì cơ duyên nào mà khiến cho chàng ô tô gặp nàng thẩm mỹ đó? Dạ thật ra là hồi xưa là tụi con làm nhân viên văn phòng, con làm ở đó 2 năm, Minh thì làm lâu hơn. Thì Minh không phải là gu của con. Tại vì gu của con là phải lớn tuổi với lại là có sự nghiệp đồ nọ đàng hoàng hết rồi á. Thì lúc đó ngồi chung phòng, anh sếp anh cũng nói là đừng có nói, thì mốt á ghét của nào trời cho của đó. Y chang luôn ha, thích bằng tuổi mà mốt gặp đứa nhỏ hơn. Dạ xong rồi á, nhìn bạn này á thì á nhìn kiểu như là giống như là ăn chơi nhậu nhẹt nhiều vậy á. Tại vì bạn này sáng nào á vô phòng ký giấy tờ với sếp á, tại vì tụi con là ngồi chung với lại anh giám đốc, vô là thấy gì mặt gì giống như mới đi nhậu khuya về mới ngủ dậy vậy đó. Có nghe cái mùi rượu bia không? Dạ không nghe, nhưng mà nhìn giống như là hay ăn nhậu vậy á. Nhìn dạ cho nên là giác vậy thôi, dạ, chứ thực ra là bạn không có. Dạ đúng rồi. Cho nên là 2 năm trời là hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Vậy thì bên đây có phải là gu của mình không? Ban đầu em nhìn thấy dữ á. Dữ. Tại vì trong phòng kinh doanh có mình bảo là sơn cái đầu một vàng bạch kim mà. Sơn cái đầu một vàng bạch kim mà. Sơn luôn. Sơn cái đầu. Sơn cái đầu. Khi mà kiếm hiệp vậy. Bị nó làm cái màu bạch kim vàng. Nội hết đó luôn mà con nghĩ đây là anh chơi tối rồi đi bar vlog lớp các kiểu nha. Cái xong nhưng mà thực sự nó có vậy không? Dạ không. Dạ không. Vậy không phải gu nhau chuyện? Sao tới? Tại con có quen mối tình khoảng từ lớp 12 á cho tới năm 20 là khoảng 8 năm phải. Trong chia tay cái lúc bữa nó con buồn quá, ngủ không được. Sáng tới cái 4-5 giờ sáng vậy á. Cái bữa đó nó buồn quá. Như là lên Facebook lướt thấy ai còn online là mình cứ nhắn tin. Thấy tự nhiên 5 giờ sáng bà này online. Nhắn tin qua Hi. Nhưng mà không trả lời là Hi. Chưa bao giờ có nhắn tin như làm phòng. Trong phòng đó là phòng kinh doanh, là admin con là bên cũng bên phụ kiện kho xe á. Thì mà vô hoài mà chưa bao giờ có nói chuyện luôn. Ủa nhưng mà sao lúc đó em cũng chưa ngủ luôn hả Tuyết? Dạ không, bạn này nhắn lúc nào á em không nhớ. Nhưng mà tầm 6 giờ mấy thì dậy á, thì dậy để đi làm thì hay mở điện thoại lên là thấy đã nhắn trước. Dạ, đó rồi. Dạ. Cho mình hy lại. Dạ, dạ, rồi sao cái hy đó là có nói chuyện không? Tại sao giờ này còn chưa ngủ? Nói là buồn quá không ngủ được. Xong rồi con bye bye. Không nói nữa rồi. Thôi không nói chuyện đó. Tới khoảng 3-4 ngày sau con cũng nhắn tin lại tiếp. Ủa tại sao lại nhắn tin lại? Có mình bà này nhắn tin là con trả lời. Tại vì list bạn bè thường là con trai không à. Rồi lúc đó không nhắn gì tiếp? Ra là lúc đó ở trong công ty cũng đồn rồi. Có một bạn á ngồi chung phòng á thì cũng nói là Minh nó mới chia tay này kia nọ. Công ty. Rồi xong rồi không có chịu đi làm, nghỉ. Không chịu đi làm, vô là mặt mày râu rồi nọ. Rậm rạp lên á, kiểu buồn. Xong rồi thì Minh nhắn á thì con cũng thấy nghi nghi rồi. Thì nhưng mà lúc đó cũng nói chuyện bình thường thôi. Xong rồi bữa đó vô tình, bữa đó là rủ đi bữa tối đi ăn. Xong rồi đi uống nước. Từ đó là bắt đầu nói chuyện nhiều hơn á. Con có ăn ngủ với bạn không? Dạ không, bạn không có kể. Đó là biết là do ở công ty đồn chứ bạn không kể. Bữa mà nhận đi ăn thì em mình chưa là xác định được là gần như là đi chơi cho vui để hết buồn thôi. Mình cũng không có ai nói chuyện mình, tự nhiên mấy năm trời mình cứ nhắn có người nói chuyện mình. Bây giờ không có ai nói chuyện mình, cái mình cứ nói chuyện với bạn này. Thì cứ nói thì nói qua nói lại chuyện công việc, tất cả chuyện rất là nhiều chuyện. Xong rồi cái vô tình cái cảm giác mình thích, nhưng mà lúc đó là đang xin là chị em cũng bị ngại chỗ đó. Với lại trong công ty em quen, trong công ty sợ nhất là lỡ có gì cái công ty nó đồn mình bỏ người này người kia là có chuyện gì á, nên còn ngại chỗ đó nên là không có dám ngỏ lời. Nên cứ im tàn nhắn tin nói chuyện đi chơi các kiểu, tuần là đi chơi lần, tuần đi chơi lần. Đi xa là đi đâu? Đi sáng đi chiều về. Tự nhiên bữa đó nhắn tin sáng, nhắn tin không trả lời. Ủa sao vậy Tiết? Dạ tại vì á là bạn này thật sự là trước khi quen á thì không phải là gu. Bạn nó dẫn về nhà gặp mẹ á, thì trước thời gian mà nói chuyện á thì cũng bạn cũng kể về mẹ là mẹ làm giáo viên rồi này nọ.
thì cũng kể gia đình sao sao, mọi người là làm công việc gì gì đó. Bạn đó lúc đó không phải là gu, nhưng mà gia đình chồng lúc đó mình cảm thấy là gu của mình. Đó là cái điều mà mình mà phụ nữ ai cũng mong muốn được gặp gia đình như vậy hết. Thì xong là mình lại có tình cảm nhiều hơn. Nhưng mà bạn này lúc đó cũng chưa nói gì hết, vẫn về nhà mà không nói gì hết. Cho nên là qua đầu tuần bạn nhắn thì con không trả lời là do không có muốn, mà hai đứa cứ như vậy hoài mà không có kết quả. Dạ đúng rồi. À con hơi bị giận đó. Dạ đúng rồi, hơi bị giận đó. Đúng rồi, lại. Còn con thì sao? Lúc mà con nhắn tin nó không trả lời con, rồi trong đầu con nghĩ cái gì? Thì con cũng ngọ, chắc là cũng vì chưa nói rõ mối quan hệ của mình ra. Nhưng mà Minh có hiểu không? Minh có hiểu là cổ lẫy mình không? Có lại có hiểu, tại bình thường nhắn tin trả lời liền quá sai à. Bó hoa. Nhưng mà để số điện thoại bạn này, người ta tới người ta gọi bạn này xuống lấy hoa. Xong rồi con lấy cái con mới nhắn tin qua chị ơi làm bạn gái em nha. Trời nhắn tin đó mình ngại. Nhưng mà dễ thương đó chị á. Chị ơi làm bạn gái em nha. Đó giống như chị ơi em yêu chị đó. Có nói vậy đó. Rồi sao nhận bó hoa nhắn? Em xuống nhận bó hoa ở cửa bên này thì thấy bạn đứng bên kia nhìn qua. Xong rồi con nói là giờ mà còn kêu bằng chị nữa. Xong có đổi không? Ngồi xưng hô xưng hô. Có bệnh bệnh một hai nhưng tinh. Mà vẫn một hai tin sau mới đổi, tại vì vẫn còn ngại. Chưa quen nữa. Dạ đúng rồi. Là nghe nè, cái bữa đó mà thấy em cầm bó hoa đó, trong công ty nó có nghi ngờ gì không? Dạ không, tưởng là ai ở ngoài á chứ không có biết. Cái tỏ tình đó với anh đó là anh thấy nó rất là lãng mạn nha. Cái lúc cầu hôn có lãng mạn không? Không. Đáng lẽ là lãng mạn. Có lẽ là đáng lẽ đâu kể. Như vậy là nó lãng gì rồi? Thì bạn này có nhắn cho cái chị bên công ty của con, nói là chị ơi ngày mai muốn cầu hôn Tuyết chị vậy đó. Xong rồi chị sắp xếp giùm mà cũng khuya rồi, chị đó sắp đi ngủ rồi, chị đó nhận tin nhắn như vậy. Xong chị đó cũng ok là hẹn ra ở hồ Bán Nguyệt có một chị khác nữa, cũng set up này nọ, người ta đặt bàn xong hết rồi, hẹn giờ giấc xong hết rồi. Cái nhắn lại thôi chị ơi không đi đâu, thôi chị ơi không đi đâu. Sao vậy Minh? Tự nhiên cái con tưởng tượng ra, tự nhiên tới đêm mà tối mà cầm bó hoa ra đứng ngay hồ Bánh Nguyệt mà cầu hôn nó, không biết mình có làm nổi không, ngại. Mắc cỡ không? Cảm như là không biết mình đủ can đảm không. Cái con tưởng tượng ra bây giờ cầm ra chắc người ta nhìn, người ta quay rồi con là nghĩ trong đầu giống trong phim á. Đúng mà cầu hôn hoa, nhưng mà con sau lúc sau lúc đầu ban đầu gụng cảm nha, nói người ta sắp xếp các kiểu. Tới ngày hôm sau cái trưa rồi, chết rồi, cái không nổi đâu quá. Kêu chị đó hồi lại thôi. Rồi sao? Tự ông lên ý tưởng rồi tự ông dẹp ý tưởng rồi nha. Xong rồi chiều mấy chị em dẫn đi luôn, nhưng mà con không có biết chuyện này luôn. Bữa đó là ngày thứ 6, xong rồi qua bữa sau thứ 7 thì con có qua nhà bạn này. Thì bạn cũng chuẩn bị rồi, mua nhẫn rồi, hoa rồi, bữa thứ 7 mới mua. Qua thì mở cửa ra thì tụi con có nuôi một con chó. Cái thấy nó làm bãi đó xong mới con hốt, xong rồi dội sơn, xong rồi chở nó đi chơi. Con đứng núp vào trong á, tại con nói với bạn đó là con đi mua xe rồi. Sao con đứng sau tường mà con coi camera á, rồi còn sao quần với con chó không mà đợi tiếng đồng hồ để chở con chó đi dạo, con đứng như đó để vô để là con nhờ. Rồi sao? Rồi sao thì bạn nó bước vô cái đưa hoa làm mạnh đồng ý là vợ anh nha. Có nghĩa là vẫn thành công nhưng mà bị delay thôi, đúng không? Với lại sai, có nghĩa là đổi bối cảnh thôi chị. Thay vì cái bối cảnh trên một cái cầu ánh sao lãng mạn mà bây giờ chuyển về một cái bối cảnh là một cái căn nhà mà trong đó có cái con chó. Có mẹ chó nó chờ trước cửa, mẹ hót trước đó, xã mình. Và có một cái mùi thoang thoảng đâu đó mà của nó nữa, đúng không? Vậy là bây giờ á, có những cái tật xấu nào của hai đứa mà từ lúc yêu nhau là thấy không có, về ở chung rồi mới thấy có. Dạ thí dụ như là phòng đồ nọ là phải dọn, xài đồ gì xong là phải để lại chỗ cũ, hay là thay đồ là phải bỏ vô giỏ gọn gàng là không. Anh bừa bãi đúng không? Dạ đúng rồi. Trời, chị dùng cái từ bừa bãi luôn hả? Mình kêu làm cái gì vậy là phải nhắc. Phải nhắc hoài, nhắc gì nào làm thì thôi, chứ không có phải anh làm cái này là cho không em. Không có tự giác. Đúng rồi. Sáng nào là cũng phải kêu dậy hết á. Không kêu là không dậy, ngủ tới chiều cũng được. Trời ơi. Rảnh là ngủ. Dạ rảnh là ngủ. Giống chị đó em, chị rảnh cái chị. Mong muốn mình thay đổi điều gì? Dạ mong muốn bạn là bớt ngủ lại, với lại là nhiều khi để ý hơn. Ví dụ như con nói như vậy thì bạn phải tập trung để làm. Rồi, Minh. Giữ. Hay dạng như là nóng tính á. Có chuyện gì giống như là có một con chó. Con chó đó là con giống cọc ghi. Coi đâu á nói là chó đó được tuyển vào làm cảnh khuyển á. Thì con biết là con cọc ghi không thể nào mà làm cảnh khuyển được. Tại vì cái giống nó rất là lùng. Con giải thích như vậy, đang ngồi uống quán phê đưa cho nè, anh coi cái này con chó này nó rồi làm gì mà được, nó xảo nó lừa em không á. Kiểu giận. Content á, kiểu người ta đưa lên, bạn nói là content đưa lên thôi chứ sự thật không có như vậy. Nhưng mà con đưa bạn không chịu coi, không có coi nghe không mà là bạn rồi giận rồi. Sao, rồi giận sao? Giận, cãi nhau ngay quán cà phê luôn, cãi xanh mạch luôn, cãi mà ngồi người ta nhìn quá trời nhìn luôn.
giận con là bởi vì con không chịu coi. Dạ, nó rồi. Đưa cho con coi thì con làm bộ đi, con làm bộ con nghía vô cái con em ơi không phải đâu này cái nọ, con này con không thèm coi, con nói đi. Con này nó tự ái là cái đó, ý giống như là anh coi thường tôi, làm như tôi không biết gì về chó ví dụ vậy đó. Tiếp tục mời muốn mà không được hay nhảy thật gì nhảy. Ví dụ coi cái phim gì đó hay coi một cái gì trên Facebook hay YouTube gì đó là thấy người ta đang đi này, trời ơi chồng người ta được cái này cái nọ, đi cái này chồng mình bự cho mấy tháng rồi không chạnh đi. Sao ta cái đó là gì ta? Hay so sánh. Con cái con cái này áp lực nhất luôn đó là chụp hình. Đi tới đâu bắt con chụp, mà chụp mà coi xong xấu nha. Ví dụ mà coi ở chỗ đó mà thấy mà xấu, coi liền nó thấy xấu thì còn kêu chỉnh lại được nha. Còn bữa đó dặn như đông người quá phải chụp liền 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 xong tối rồi coi là giận. Trời ơi. Đập đồ. Trời ơi. Tôi y chang luôn. Cuộc đời em chụp ai cũng không ai chê. Ai cũng nói em chụp hình đẹp, chỉ có duy nhất một người chê em chụp hình là vợ em. Chị có áp lực không muốn đi chơi luôn đó. Còn một câu này mới đau lòng mình nè. Mai mốt đừng chụp tôi nữa nghe. Có nói không? Vợ tôi nói có, có. Vậy giờ con mong muốn vợ con thay đổi điều gì nhất? Con mong muốn đi chơi ít chụp hình lại. Ít chụp hình lại đúng không? Giống như là tới cạnh đẹp đó con, nhạc như con không thích chụp hình. Con muốn là thưởng thức đi, enjoy đi đúng không? Con phải nhớ nè, mỗi đứa nương nhau chút xíu. Chứ để mà cứ gây lộn á, rồi đứa này áp lực, đứa kia áp lực á, mệt mỏi lắm con. Mình làm thẩm mỹ mà giờ mình buồn hoài, mình áp lực cái mình da mình nó không có được đẹp nữa, tội, hiểu không? Rồi Minh cũng vậy, chiều nó được chút nào chiều đi, đúng không? Quên đi những cái nỗi buồn trong quá khứ. Rồi, vậy nha. Yeah. Rồi, cảm ơn hai vợ chồng. Dạ. Yeah. Yeah. Và con quay xe lại là con quan tâm hơn, gọi điện nhiều hơn, không để cô ấy mà giữa gói chờ đợi con nữa. Hay là sau khi du học về thì bao lâu thì mới cưới? Du học về thì khoảng 2 năm nhỉ? 2 năm. Du học về, du học sinh về, đi du học Thái 2 năm nữa. Rồi bây giờ là khi về mình nhìn thấy vợ mình thay đổi, thay đổi về ngoại hình. Con á, con phản ứng như thế nào khi biết vợ con đi thẩm mỹ? Chuyện thẩm mỹ này thì con thường thì là con không ủng hộ cho vợ con. Đầu tiên là con không ủng hộ vợ con làm thẩm mỹ. Tại vì con kiểu hơi truyền thống. Không, nhưng mà con xin ngắt quãng ạ. Chồng con chính là nguồn động lực lớn nhất để con làm mũi, vì chồng con lúc nào bảo con là em hồi mới yêu đi ăn mà đang ăn hai người ngồi đối diện nhau cứ bảo con là em sao trông mũi em như con ếch đậu trên mặt thế. Không, con bảo là tức ếch đậu trên cái lá sen. Rất là chê. Ôi Nhi ơi, chê. Anh hỏi nè, cái đợt mà con đi làm mũi là con làm ở đâu? Lần một thì con làm ở Việt Nam, tuy nhiên là con làm 5 lần hỏng. Con làm cứ làm nó không vẫn không đẹp, và cảm giác là mũi nó vẫn to ấy. Ngày xưa mũi con là nó bơi hết ra hai bên má, thế là nó to quá và con cảm thấy là nó hơi bị thô. Thế nên là sau này khi mà con cưới chồng xong, con quyết định sang Hàn Quốc con thẩm mỹ. Thì cái câu chuyện đi sang Hàn Quốc thẩm mỹ cũng là một câu chuyện khá là đau lòng của chồng con. Sao đâu. Sao. Nó là một trải nghiệm trong cuộc đời con đâu, mà con nghĩ. Con nói tiếp đi cái vụ mà con không muốn cho vợ con thẩm mỹ. Vâng ạ, đây, tại vì con không muốn cho vợ con làm thẩm mỹ, mà vợ con thì lại rất thích làm thẩm mỹ. Có được cái mũi thôi mà làm đến 4-5 lần rồi. Mà lần cuối cùng vẫn chưa ưng. Lần cuối cùng là làm lần cuối cùng là trước khi sang Hàn Quốc ấy là vẫn chưa ưng, thì bảo tâm sự lâu lắm rồi, cứ suốt ngày buồn rầu vì cái mũi, rồi muốn xin làm thêm một lần cuối nữa. Nói đi nói lại lúc đầu con không thích đâu, vì làm nhiều quá rồi, làm cái không mãi xong thì thôi được rồi, cho đồng ý cho làm lần nữa, lần cuối thì làm cho nó ra, làm đi đi sang Hàn Quốc làm. Hàn Quốc làm thì bảo ok anh sẽ đi đồng hành cùng với em trong cuộc biến hình này. Thế là đi sang Hàn Quốc thì con vẫn nhớ hôm đấy là đi Hàn Quốc thì ở ngoài Hà Nội là bay tối là khoảng 2 giờ sáng bay, thì sang đến Hàn Quốc là sẽ là sáng. Sau khi bọn con đến Hàn Quốc thì về nhận phòng khách sạn xong một cái thì tranh thủ là đi luôn lên cùng vợ con, đi luôn lên ra viện để nghe tư vấn. Thì bay cả đêm thì cũng mệt mỏi, vợ vừa vào trong bệnh viện tâm lý lại bảo là em thấy anh bay cũng mệt rồi mà vào đây nghe toàn tư vấn thẩm mỹ, chắc anh ngồi ngoài anh nghỉ ngơi cho khỏe. Con lại mừng quá, con bảo đúng là ủng hộ làm mũi một cái là con người thay đổi hẳn, yêu thương chăm sóc chồng này mà. Thế ok anh ngồi đây anh ngả lên một tí, em cứ vào nghe tư vấn đi nhá. Con ngồi ngoài con nghỉ ngơi, con vợ con đi vào trong lâu một lúc, xong lâu đi ra. Con ok đi ra thì thấy đi đóng viện phí rồi làm hết các thủ tục ok, thì sáng hôm sau đi về để sáng hôm sau bắt đầu làm. Sáng sau con cũng đưa vợ con ra viện. Thì 9 giờ sáng con là bàn giao vợ con cho cái ekip đấy, đội ở đấy cũng có một bạn phiên dịch nữ ở đấy, cũng chắc học sinh thôi nhưng mà làm thêm. Thì trao đổi qua lại thì bảo ok
anh yên tâm, cứ ở ngoài này, xong thì em sẽ gọi cho anh. Thế con cũng có kinh nghiệm về làm mũi của vợ con lắm rồi, làm lâu lâu thì cũng chỉ khoảng 1-2 tiếng thôi. Chờ 10 giờ sáng, 3 giờ chiều vẫn chưa thấy gọi điện gì cả. 4 giờ vẫn chưa thấy con gọi cho bên kia thì gọi nhiều quá người ta không nghe máy, người ta bảo là chị vẫn đang ổn anh ạ. Thì các bạn bảo là thế bây giờ bao giờ anh được vào thì không thấy nói ấp ống xong rồi sao gọi, không thấy nghe máy nữa. Con bảo thôi chết rồi, hay có biến gì. Ngày xưa xem cái vụ nó hơi sốc sốc mà thôi chết rồi. Hay là có biến rồi chứ làm gì làm mũi lâu này. Thế con cứ ngồi con chờ ở ngoài thôi. Chờ mệt lắm rồi, vừa mỏi vừa mệt vừa lo lắng. Thì kết cục là khoảng 9 rưỡi tối thì bên bệnh viện gọi cho con bảo là xong rồi anh vào thăm vợ nhá, nhận vợ. Thế bảo ôi dồi sao 9 rưỡi này. Thì con bảo ok đi vào, thì dẫn con đi vào một cái phòng đấy là cái phòng như kiểu chuyên mổ ấy, nó chỉ có ai được phép đi vào đâu, mà cửa kiếp sắt xiếc của to trông như ngân hàng ấy. Đi vào rẽ một lúc tìm vào gặp ai cũng thấy giống nhau, chưa thấy vợ đâu. Vén mấy cái phòng vào đi ra thì rồi bảo cô y tá bảo là vợ đây, đi vào nhận vợ thì không nhận ra vợ luôn, còn có đúng hai con mắt còn lại thì băng bó kín mặt luôn. Là vợ anh đây thật á? Thế bảo vợ anh thôi rồi. Ôi, hóa ra vợ con là trong khi con ở ngoài nghỉ ngơi tư vấn ngày hôm trước thống nhất đi làm mũi, nhưng mà vợ con lại đăng ký làm thêm mắt với lại cái gì nữa, tiêm mặt nữa, làm hết mặt, cả, làm hết mặt mắt xây lại luôn ạ. Bổ mí rồi có đúng nghĩa là cái mắt anh chú hiểu rồi, đập đi xây lại vợ đập đi xây lại vợ rồi, ăn gian chưa rồi. Con bị sốc ấy, con bị sốc vào đầu. Ôi giời, vì lúc ấy nhìn thì cái mặt sợ lắm, lúc đó là như kiểu là sắc ướp Ai Cập ấy, băng bó kín luôn này. Thì con mới hoảng quá mà vừa bực vừa tức mà vừa lo. Xong rồi thôi được rồi, bảo thôi cứ đi dìu về thì về khách sạn nghỉ ngơi đã. Để biết tại là phải về dìu luôn, người yếu lắm chú ạ, vì mổ từ sáng rồi. Xong vừa ra khỏi cửa phòng ấy, thấy mấy cái bên cạnh cũng thế, cũng mỗi một bà phụ nữ ở bên đấy cứ đi là lờ đờ này. Xong rồi cũng bịt kín mặt giống hệt vợ con. Con bảo là thôi chết rồi, cảm giác mình đang rơi vào một cái thế giới nhân bản hay sao ấy. Cứ vào đây xong rồi bảo đây là đâu, tôi là ai. Thì lúc đấy là cảm thấy mình có hơi trong lòng nó rất là trong lòng lúc đó có suy nghĩ em có khi nhầm vợ luôn. có nhận diện rồi có nghĩa là nói đúng không, lúc ấy nói yếu không nói được nhiều, chỉ cần nắm tay là biết rồi. Thế là con mới đưa về khách sạn. Thì con lúc đấy còn bực lắm, lúc về con bởi vì đã thống nhất là chỉ con thì nó có cái tính là hơi nguyên tắc. Tức là mình đã thống nhất như thế thì con chỉ muốn là vợ con là thế là làm theo cái thỏa thuận thôi. Nhưng mà con thỏa thuận hai làm 10 lần thì con bực quá, con bảo về không chịu được hay là muốn bỏ về lắm rồi. Thì lúc ấy con phân vân mà ly dị luôn, bỏ về một tiếng nói trong đầu con nhỉ, bỏ về là đáng, một tiếng nói kia mà thôi nhìn mặt nó kia trông tội nghiệp quá rồi, tôi chăm sóc nốt rồi tính. Thì con đi lúc ấy khoảnh khắc đấy thì con nhớ đấy, cả một cái bài hát của anh Ưng Hoàng Phúc chạy qua đầu con là đàn ông hết tình còn nghĩa. Thế thôi mình bảo thôi được rồi, nghĩa tình hết lần này ở lại chăm sóc, sáng đi mua cháo nấu rồi nhìn cái khuôn mặt đấy cứ bún cháo cho vợ con rồi là nhỏ mắt nhỏ mũi vệ sinh, xong rồi nào lại đưa ra viện, xong rồi lại để tái khám. Xong rồi con còn nhớ có một ngày mà cái bên Hàn Quốc nó lạnh lắm chú, rét thì con còn nhớ có một buổi chiều con đang ngồi dưới vừa sau khi xong ca chăm sóc cho vợ rồi, ở dưới ngồi dưới khách sạn đang nghỉ ngơi một chút, rét mưa nó hơi bắn vào mặt, đúng cảnh trong phim Hàn Quốc rồi, đưa vào đúng cái cảnh là cô đơn. Thì tự nhiên lại thấy một đoàn chị em của vợ con đến thăm tôi là con chưa thân với mọi chị em mọi người đấy lắm. Con bảo tưởng Việt Nam quá, trong đầu mình mà đi cùng đấy, vô tình đã làm nói người là lừa dối mình rồi, bây giờ lại còn hóa ra là chắc là bàn bạc với đội chị em ở đây. Coi trong đầu luôn, đây là quân địch đến, không lo chuyện lạnh lùng mặt quay thì mà không nói vợ em ở trên, mọi người đi lên đấy ở dưới tiếp, một ức lắm chú ạ. Lúc ấy là thực sự cuối cùng trải qua cái cảm giác là chăm sóc xong và đưa về đến Việt Nam là mãi về sau mới lại là hết buồn. Lại do cái mặt lúc là con mới nghĩ là ly dị luôn. Ôi, về đến sân bay là đòi ly dị luôn. Không? Về đến sân bay là kiểu lúc đấy là xong trách nhiệm ạ. Nên là lúc đấy lừa rồi. Nhưng mà thật ra là con có cảm nhận rằng là ổng bực mình không? Thật ra là chồng con thiếu ngủ quên thiếu một chi tiết hay sao ấy. Tức là hôm đấy con có hỏi thăm rồi, con bảo là anh ơi nếu em làm mắt lên thì có xinh không?
thì chồng con không trả lời. Thế con tự quyết thôi. Không trả lời vẫn là anh đồng ý, đúng không? Nhưng mà nè, cái giây phút mà để hỏi là chồng, lúc mà chồng đòi ly dị ở sân bay á, rồi con lúc còn sao? Lúc đấy khi mà bắt đầu về thì chồng con bắt đầu không, tức là gần như là xong trách nhiệm chăm sóc và nói một tràng, nói rất là kinh, là đòi bỏ nhau, đòi thế nọ, đòi thế kia. Con chỉ bảo là bây giờ mà ra tòa mà bảo là bỏ nhau vì vợ đi phẫu thuật thì chẳng tòa nào giải quyết cho anh cả. Con nói thế. Anh bây giờ cứ bình tĩnh mình nói chuyện đã. Thì chồng con nọ kia mất khoảng một tuần. Thì con bảo ok, hứa từ nay không bao giờ động gì vào mặt nữa. Và cũng thấy buồn cười vì cái chuyện vợ làm mà căng thẳng quá. Thì con cũng thấy là thôi, mình cũng xuống nước một tí để cho qua chuyện. Thì vợ thì đến một tháng sau con cũng lại có lịch đi Hàn Quốc. Thì ra lúc đấy là con đang rất là suy nghĩ vì con có lịch tái khám. Và cái mặt con tiêm ý, là con đã đóng một cái gói đấy là phải được tiêm 2 lần. Và tháng 12 là con phải dặm lại. Nếu như con không dặm lại thì coi như mình tốn mất mấy chục triệu ấy. Thì tiếc. Thì lúc đấy con cũng lắn đo lắm. Con bảo bây giờ mà làm nữa thì về thế nào cũng cãi nhau chửi nhau. Tại vì vợ chồng con là nói chung là không cảm xúc mạnh. Hai người đều cảm xúc mạnh. Không cãi nhau chịu không nổi. Không cãi nhau chịu không nổi. Hồi trẻ còn tỉ thí võ công liên tục. Thế xong rồi hôm đấy con cũng nghĩ rằng là thôi mình đã tốn tiền rồi, nên mình cứ đi trước đã xong về tính sau. Thế là con sang con lại tiêm thêm một lần nữa. Thế là con lúc con tiêm không nghĩ là nó sưng như lên như thế. Đến lúc là về lần hai con đã giấu, con đã lấy, tức là bình thường con để tóc như này, xong hôm đấy con sợ quá con tự lấy mái con cắt, con cắt để thành mái che hết mặt rồi. Về nhà ông vẫn phát hiện ra. Thế là sao? Lại rồ lên lần nữa. Ôi rồi ôi, lại đòi bỏ nhau lần nữa. Nhưng cuối cùng vẫn giờ chưa bỏ nhau. Cái hôm đấy là con là đi đón vợ con ở sân bay. Vợ con đi nhà hàng thì là đang rất là chờ người đàn ông về gia đình ra đi đón vợ yêu thương ra. Từ xa thế trông giống vợ mình nhưng một cái bộ mặt nhưng lại không giống vợ mình. Mình bảo ơ sao trông rất là khác, bởi vì khi mà con thấy vợ con mỗi lần làm xong lại trông cái mặt nó rất là khác, vì lúc ấy nó vẫn bị cứng, nó chưa được tự nhiên. Con bảo thôi chết rồi, lại làm gì rồi. Thế là về hôm đấy lại cãi nhau lanh tanh bành đến 4-5 giờ sáng, đơn ly hôn đặt đầu giường. Rồi cãi nhau, người ta chỉ có một mặt thôi, con là tới 3 mặt đấy. Chồng con là hạnh phúc vì được cưới nhiều lần vợ. Nhưng mà con công tâm được. Dạ. Công tâm mà nói đi, mặt vợ con bây giờ với cái lúc trước khi sửa, cái nào đẹp? Con vợ con bây giờ thì là đẹp kiểu hiện đại, ngày xưa là đẹp kiểu cổ điển. Không, nhưng mà chú đang rất tò mò. Dạ. Cái lần đầu á, vâng, khi mà là đập đi xe lại, vâng, con còn nhớ thì khi chúng ta có đi coi phim, mà nhất là những phim Hàn Quốc và Mỹ, vâng, đó, vâng, đó cái lúc mà tháo cái bằng nhẹt luôn, búng ra một cái, trời ơi, hào quang tỏa. Đây đúng một cô gái, một nàng tiên tỷ tỷ xuất hiện. Thế thì lúc đó cái giây phút mà vợ con mở mặt, dạ, mở cái mặt ra, ra thì sao? Trong phim thì là nó mở ra thì là đẹp ạ. Còn thực sự ngoài đời là lúc mở ra vợ con vẫn còn đang vết khâu vết kiếc phải đi theo chỉ là đợt sau ạ, chứ đợt mở ra nó vẫn là một vết cứa vào lòng thôi chú ạ. Có nghĩa là phải một thời gian sau. Vâng, một thời gian sau. Thời gian sau. Kiểu bị như kiểu là phải làm quen với người mới trong mặt hàng sáng ngủ dậy. Có nghĩa là có phải không, nhưng mà bây giờ xinh quá trời. Dạ. Đúng rồi. Nhưng mà lại tự nhiên nha. Dạ. Con không nói con sửa con biết luôn á. Con cũng thấy tự nhiên và rất nhiều đúng người không? Khen, vâng ạ. Mà hồi nãy nếu mà nói không sửa là mình không biết luôn á. Mình chỉ nghĩ là sửa mắt thôi, là cắt mắt thôi. Dạ. Ồ, nhưng mà là phải 5 lần sửa mũi. Vâng ạ, phải và... không phải 5 lần ạ, 5 lần là lúc ở Việt Nam ạ. Xong rồi tháo ra lần cuối để sang Việt Nam là 6. Xong sang Hàn Quốc lại còn làm lại 2 lần. Là tại 8 vì... lần. Dạ vâng ạ, tại vì lần nhưng mà lần sau chồng con thông cảm. Tại vì nó là vấn đề về kỹ thuật. Vì sao nó vẫn bị hơi gồ tí thì con chồng con thông cảm lần sau chồng thôi, con nói chung là mấy lần cũng được. Bây giờ cái giao diện cái hình okay này là quá ok rồi. Và chồng con cũng phải là công nhận là trên sóng truyền hình là đẹp như thế này, đẹp hiện đại. Đúng không? Thôi chúc mừng con. Phẫu thuật rất thành công. Luôn chị một. Sang cái kia luôn đi. Tật xấu. Đó. Tật xấu. Vậy thì quá trời năm để mà bao nhiêu phẫn uất cho con nó. Đó. Quá trời năm quen nhau rồi bây giờ ở với nhau. Vâng. Và hai đứa con nữa đúng không? Dạ. Vậy thì bây giờ đó, bây giờ tới con. Có còn điều gì chưa hài lòng ở tính tình của nhau? Bây giờ có hay chọc giận con nữa không? Đó. Có khá nhiều ạ. Đâu kể đi con. Đầu tiên thì con thấy là vợ con là nóng tính, rất nóng tính. Mỗi lần mà
cãi nhau hai vợ chồng là chồng vợ con là cứ phừng phừng hay là kiểu nóng nhất là nóng giận làm gì? Vâng ạ. Nóng nhất là làm gì? Nóng nhất. Hồi nãy chồng có nói là có thời gian là hai đứa đang chuyển nhau. Đúng rồi, nóng nhất là cái đấy. Đấy. Có. Bây giờ còn có bạo lực bây giờ không ạ? Thời tác động vật lý. Dạ, tác động vật lý đúng rồi. Mà con có bị dính cái vật lý nào không? Có. Cái lần nặng nhất là dính đâu? Có một lần như này, cũng lúc tác động vật lý. Con vẫn nhớ là hồi đấy cãi nhau thì cãi nhau ở bên nhà con. Hồi đang yêu nhau thì là khi mà cãi nhau thì vợ con bỏ đi, bỏ nó xuống dưới thì con đuổi theo cãi nhau, thì cãi nhau gần nhà thì vợ con nóng giận nên là tác động vật lý con như này, thì con mới lại để tránh sự an toàn thì con phải đưa cái tay này để con đẩy vợ con ra để giữ cái khoảng cách an toàn. Thế là mấy bà hàng xóm của nhà con là mấy cô đi tập thể dục buổi tối đi qua nhìn thấy thế là cứ hét lên là thằng kia đừng có bóp cổ nó nữa. Nhưng thực ra con đang bị tác động vật lý tơi bời, con mới là người được bảo cần được bảo vệ, nhưng mà lại cuối cùng lại thành tổn thương chú ạ. Lúc đấy là bảo mà đây lại cái hàng xóm nhà mình này nó chết giờ buồn là oan ức. Oan ức ạ, oan ức ạ. Nóng tính này, nóng tính à, nóng tính rồi. Sao bà con đang bừa bộn bừa bộn như thế nào? Nói chung là trong phòng của vợ con là ví dụ như buổi sáng vợ con ngủ dậy là vợ con chỉ cứ đi vào đánh răng rồi mặc xong vợ con mặc quần áo đi, rồi còn lại đồ đạc cái thứ là không bao giờ xếp vào cái lọ cái kia. Check out. Vâng, check out luôn. Túi một đời rồi giày cái gì đó và rồi con có phải là người đi hốt hay cái đó không? Con cũng phải dọn. Tại vì nhiều thuốc đang không phải nhấc cả chân lên hút bụi. Mà vợ con nó mua đồ, gọi đồ gì ship về các thứ mà có những lần con dọn đồ mà con thấy cái gói đồ 2 năm rồi vợ con chưa mở người ta ship về. Em hỏi là em mua gì đây? Hai năm rồi. Vậy là cũng là tín đồ shopping online. Tín đồ shopping online. Có nghiện không? Có. Như vậy là cũng là nghiện shopping. Nghiện mà không nhớ nổi mua cái gì. Hai năm chưa khui là biết là cũng nặng lắm rồi nào. Thế bảo trên đấy em hết hạn thì anh vứt đi hộ em. Rồi bây giờ hỏi nè. Thường người ta nói đó, đi mà nhiều quá là sẽ bị hay quên. Dạ. Cô ấy có bị không? Con lãng trí chưa thẩm mỹ đã hay quên rồi. Chưa thẩm mỹ. Khả năng là cái số sinh ra là phải làm thẩm mỹ rồi. Là hay quên từ là bẩm sinh. Nhưng mà thẩm mỹ 8 mấy lần mà tính luôn mỗi là 8 9 lần đúng không? Nhớ hết luôn. Chắc là càng ngày càng nặng đúng không? Vâng. Có giờ mà quên đi cái ngày kỷ niệm của hai đứa không? À không, cái đấy thì đa phần lại bị con bị quên. Con lại hay bị quên những cái ngày ở đấy. Rồi, thôi bây giờ mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? Con mong muốn thực ra thì cái con mong muốn ấy, thì trong thời gian qua vợ con đã tự thay đổi khá là nhiều rồi, bởi vì thực sự là trong cái giai đoạn khi mà vợ con là có một cái công nghiệp việc mới thì tự bản thân vợ con đã thay đổi rất nhiều, những cái gì kiểu nóng tính hay là cái sự chín chắn hơn. Cái người phụ nữ là con thấy là đối với con thì bây giờ là chuẩn chỉnh hơn rất nhiều rồi. Con không mong muốn thay đổi điều gì nữa. Dạ, con mong muốn thì là để bớt nóng tính. Bớt nóng tính lại. Vẫn là bớt nóng tính. Biết là nghe chồng hơn. Theo chú nghĩ là cũng nên bớt đi. Dạ. Chứ nhiều khi nóng quá, tác động vật lý, cái túi mũi, cái lỗ mũi mình là bị còng. Đúng vô cái gì, cái độc ra. Dạ. Trúng vô cái lỗ mũi mình bị còng, cái phải đi làm nữa, tốn tiền nữa. Đúng không? Đó. Rồi giờ tới con đó Nhi. À, con xin chia sẻ một chút là ngày trẻ thì là trẻ trâu ấy, hai vợ chồng trẻ trâu nên thế, nhưng từ lúc là cưới nhau trộm vía là ngoan hơn rất là nhiều, hai vợ chồng yêu thương nhau không tỉ thí bỏ công nữa. Nhưng ngày xưa không hiểu tại sao mà cứ nhìn thấy cái mặt là chỉ muốn cho gọi là đòn. Thì con cũng đã từng bọn con còn đánh nhau mà chạy đứt cả dép chồng con chạy đứt cả dép rất đấy. Là nhiều câu chuyện rất là hài hước. Và con thì con thấy là chồng con có một cái tính xấu là vẫn vô tâm. Đàn ông mà vô tâm như kiểu con không biết là mọi người như nào, nhưng con thấy là như bệnh chung hay sao. Như thế nào là vô tâm? Thì quên ngày quên giờ, tức là những cái ngày đó nãy tự thú. Con thì con là người rất thích yêu kiểu nói hơi quá thì như phim thì không tất nhiên là không được như phim, nhưng con cũng muốn là thể hiện tình yêu một tí. Nhưng chồng con lại là người thật quá, nên là thật quá đôi khi hơi vô tâm. Và cái sự vô tâm của chồng con thì nó lại không hợp gu với con, nên là đã từng có lúc con đòi ly dị chỉ vì là con thấy chồng con yêu không yêu con lắm. Nhưng chồng con lại nói là thật ra mỗi người một cách yêu. Cách yêu của anh thì là lo lắng và chăm sóc cho em, anh không biết thể hiện thôi, nhưng mà thế này thế kia. Nhưng mà lúc đấy thì con không tin, nhưng sau này con nhận ra rằng là đúng là như thế. Tức là tất cả mọi điều chồng con làm đằng sau con
không kể cho con luôn. Là con rất cảm động vì là hóa ra là anh ấy còn làm những cái việc mà mình không biết. Anh ấy làm to lớn. To lớn. Thì lúc tức hồi đời người yêu nhưng mà âm thầm hành động. Vâng ạ. Đúng không? Không thể hiện, không thể hiện ạ. Con đúng là con cũng là người bị kiểu không thể hiện tình cảm giỏi, không biết thể hiện tình cảm và cũng hơi kiểu lý trí. Nhưng mà thực sự là như con cũng chia sẻ, như ví dụ như ngày xưa vợ chồng con có thể là có những cái giai đoạn mà đánh nhau hay là thủy tác động vật lý đấy, nhưng mà thực sự là cuộc tư duy con thay đổi từ khi mà con có hai bé gái. Đúng rồi. Thì con cảm thấy là thực sự đấy là con thay đổi rất nhiều từ khi mà con có hai bé gái, là bởi vì con muốn là ok sau này mình cũng muốn con gái của mình cũng được chồng quan tâm chăm sóc hơn. Rồi. Thì con cũng là đấy, hay con quá. Cũng là luôn là cố gắng, nhưng mặc dù là mình vẫn không thể nào cái người không tình cảm không có vô tâm thì cố gắng thì cũng chỉ được khoảng 7 điểm thôi, chứ không phải là dụ người chuyên giỏi tình cảm năng khiếu cái thứ rồi người ta có thể 9-10 điểm thì mình sẽ chỉ đạt đến bây giờ này. Con là 7 điểm rồi đúng không? Dạ, con đấy con tự đánh giá. Cô thấy ok rồi. Vâng, bây giờ vợ chồng con là khá là dung hòa. Dạ. Tức là những cái gì con thay đổi và chồng con cũng thay đổi. Còn đôi khi vẫn bị con vẫn bị hơi để ý về vấn đề là ví dụ như là hai vợ chồng đi với nhau thì chồng con lúc nào đi đằng trước, tức là chồng con bỏ quên con đằng sau luôn, quên nắm tay luôn, cô không nắm tay luôn đó, thì con bảo là bị vô tâm như vậy. Bây giờ cũng vậy luôn. Vâng. Rồi còn gì nữa? Thỉnh thoảng vẫn quên như thế. Thật ra nó không phải vô tâm mà là hời hợt đấy. Nhưng mà ngược lại lại có những cái lại quan tâm lại kiểu khác, ví dụ như là không bao giờ để con phải chuẩn bị đồ ăn, tức là trừ khi là con thích vào bếp con nấu. Còn nếu mà buổi tối mà đói thì chồng con luôn là người nấu mì, chồng con luôn là người gọt hoa quả và chồng con luôn là người làm tất cả mọi việc trong nhà. Ôi, thì trừ hao đi thì nên là bây giờ con cũng chấp nhận về điều đấy. Đã thỉnh thoảng con cáu lên bảo anh không nhớ là em đi đằng sau à, phải dắt em đi các thứ chứ. À đấy, tức là có những cái nhỏ nhỏ như thế, nhưng mà đằng sau ở nhà lúc nào cũng chăm sóc vợ, tức là không bao giờ để vợ gặp con ở nhà thì trộm vía con không phải làm gì, và chăm sóc con cái thì cũng có hỗ trợ của gia đình, tuy nhiên là anh là người trực tiếp dạy dỗ con cái. Ừ. Thế con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thì con mỗi cái tật xấu ấy thôi à? Đừng vô tâm. Bớt hời hợt. Tất từ từ, vô tâm hời hợt giống nhau. Còn cái gì nữa kể nốt. Chồng con mà thấy con hiền hơn một tí. Tức là nếu mà trong cùng một câu chuyện nha, nếu như mà chồng con nói một câu mà con em biết rồi, hay là con nhẹ nhàng, thì chồng con sẽ lại nói tiếp. Nhưng nếu mà chồng con một câu chuyện mà con nói em biết rồi, xong chồng con nói tiếp con phản ứng luôn, con bảo tức là con cấu căng lên tí thì chồng con lại thôi. Thế tức là chồng con là mong bệnh là nếu là thấy con trùng thì chồng con lại nói nhiều. Thế con chỉ mong là thầy em biết rồi, cái là phải hiểu là biết rồi, tại vì tính con là cũng hơi ngang hơi bướng, nên là khi mà con đã gần như là con thay đổi như vậy thì con muốn chồng con ghi nhận luôn để đỡ phải mất công nói qua nói lại nữa. Còn gì nữa không? Hay là chỉ có bấy nhiêu thôi? Thật sự trong lòng con thì đối với con thì chồng con là một người khá là chuẩn chỉ. Hoàn hảo thì chắc chắn là không ai hoàn hảo. Nhưng mà để mà với gia đình thì rất là yêu bố mẹ. Yêu thương bố mẹ, yêu thương vợ, yêu thương con. Bây giờ theo con thì chồng con cần cái gì nữa thì sẽ thành hoàn hảo? Cần điều gì nữa? Trước đây thì có một lần vợ chồng con cũng suýt ly hôn. Chỉ vì là chồng con không... gần như là không đứng ở vị trí của vợ và cả để hiểu cái sự yêu thích của vợ. Tức là con là một người rất thích, nói thật là từ bé con thích làm diễn viên, ca sĩ. Con có một cái sự yêu nghệ thuật, nên là khi mà TikTok ra đời ấy, là con rất chăm quay TikTok. Nhưng con rủ chồng con không quay, chồng con nhất định không quay. Và chồng con cãi nhau với con, cãi nhau rồi hai vợ chồng cãi nhau, có những lúc cũng chuẩn bị bỏ nhau chỉ vì TikTok. Mà nếu mà hai lần bỏ nhau mà một lần vì thẩm mỹ, một lần vì TikTok thì quá buồn cười. Thế nên con bảo không có ai bỏ nhau được như vậy cả. Nên là cố gắng, không thể bỏ nhau được thì cố gắng quay TikTok đi. Vì đằng nào cũng không bỏ được nhau rồi thì cố gắng mà quay. Thì hồi đầu chồng con không quay đâu. Chồng con rất khó chịu. Tức là hồi đấy chồng con rất khó chịu về việc con quay TikTok dù không quay. Và chồng con cứ làm việc thì con lại bê đèn, bê máy. Không, con biểu diễn ở đằng sau lưng chồng con thì chồng con hỏi là em làm cái gì đấy. Thế mà là em quay TikTok, mà chứ anh đã bảo anh không quay rồi em cứ quay, mà chứ em có quay anh đâu. Em quay em mà, em đứng đây em quay mà, còn anh ngồi đây là việc của anh. Tức là hiện tại là kênh TikTok của bọn con là cứ là chồng con ngồi làm việc, còn con đằng sau con nhảy nhoi nhoi. Nhoi nhoi. Tức là không ai liên quan đến ai cả. Thế xong rồi về sau chồng con đang từ khó chịu, không thể nào mà chấp nhận được và không quen, thì sau đấy anh ấy cũng đã thay đổi.
và anh hiểu, anh ấy thương vợ hơn, thấy vợ khổ quá, thấy vợ cứ kiểu cứ kiên trì quá, tức là chồng con không quay, đấy là việc của chồng con, còn con vẫn cứ con cứ quay thôi. Con là rất là nhây và kiểu là làm là phải làm cho bằng được cái kiểu, ví dụ như con bảo là con không thích quay tóc TikTok vì con không biết diễn cái gì cả, thì vợ con cho con ngồi yên đấy luôn, không cần phải diễn gì cả. Giống ngày xưa hồi mới cưới anh thấy bảo anh sợ chụp ảnh lắm, anh không biết chụp ảnh, anh không biết diễn cái mặt gì cả, là thiết kế cho con nguyên một bộ ảnh chỉ có quay lưng con, còn lại là chụp mặt vợ con không cần mặt của con luôn. Nhưng mà chú suy nghĩ nghe, thí dụ như con không thích quay dạ. Thì ví dụ như bà bê nguyên cái đèn tới vâng. Bà quay thì con đứng lên con bỏ đi. Dạ không, con cũng ngồi đấy vì bỏ đi thì đâu thì bà là chắc cũng thích lắm nè, bỏ đúng đi thì bà lại đuổi theo đến cái nơi đấy đi thôi, bỏ đi là thành cái nhau. Mà bây giờ chắc anh ấy cũng là một cái đợt luôn. Vâng vâng ạ, bây giờ thì chồng con lại được yêu thích hơn con. Ồ. Lên TikTok là thật ra bọn con không hot đến mức mà là TikToker đâu, bọn con không nhận mình là TikToker. Vì bọn con làm TikTok là để cho happy thôi, cho cảm thấy cái cuộc sống nó vui vẻ. Đúng rồi. Văn nghệ một chút thôi, chứ con không quy đổi hay là không cái làm cái đấy để làm kinh tế. Và con cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà mỗi lần hai vợ chồng quay xong quay nhiều view, con tức là tỷ lệ con cảm thấy cái niềm vui mình giống như con yêu chồng con chỉ vì là đi qua nhà chồng con chẳng hạn. Thì đây ví dụ con yêu chồng con hơn cũng chỉ vì là nhiều team TikTok thì con yêu chồng con nhiều hơn đó. Bạn bè con vẫn bảo là mày tên là Hạnh, mày tức là hạnh phúc mà sao anh xem TikTok của mày cho trông mày bất hạnh quá. Trông mắt kiểu đang phải cam chịu rồi. Trên đấy mọi người gọi con là 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều, mọi người đang vẫn đặt cho con biệt danh. Cái nét đó là khán giả là thích lắm. Mọi người lại thích cái nét đấy của con, nếu mà con mà có thể vui vẻ là mọi người lại không quen thì sao? Mà chồng con từ lúc cảm nhận được cái sự ảnh hưởng của mình mang đến niềm vui cho người khác, ta lúc đầu là không hiểu đâu, lúc đầu nghĩ là xàm xí, thế nhưng mà càng về sau càng thấy nhiều người là ôi nhìn xem clip của anh chị cảm thấy có niềm tin hơn trong hôn nhân, có động lực thế nọ đấy kia. Với cả thật sự là khi bọn con vào Sài Gòn, bọn con gặp được rất nhiều người nhận ra bọn con, chủ động ra. Thật sự là ở trong Sài Gòn mọi người rất dễ thương, người ra mọi người nhận ra, mọi người nói ôi em hay xem anh chị lắm. Thì cái điều đó thì bây giờ thì chồng con chắc là cảm nhận rõ rệt nhất. Và chồng con cảm thấy là à, hóa ra mình cũng mang được niềm vui cho người khác. Thì khi đó chồng con mới nhận ra rằng là mình có giá trị. Một cái gì đấy giá trị hơn đối với cộng đồng. Nên là chồng con bây giờ lại thành là thích hơn con. Thỉnh thoảng là hỏi là có quay gì không. Nhiều bạn trẻ cứ hỏi bảo là trông anh chị hạnh phúc thế rồi chia sẻ bí kíp đi, quyết đi. Nhưng mà thực sự là nó rất là một cái đấy. Không phải là có một công thức chung cho mọi người hạnh phúc. Nhưng mà mọi người cũng thấy là để mà có những cái giai đoạn, đối với con thì là chỉ có những cái giai đoạn hạnh phúc. Còn để mà có những giai đoạn mà con được hòa hợp như ngày hôm nay thì bọn con cũng đã phải trải qua rất là nhiều cãi vã, rồi cũng đơn ly dị, rồi tác động vật lý, thực sự không thiếu một cái gì cả. Nhưng mà có một bài học mà con cũng ngộ ra trong cái giai đoạn mà bọn con yêu nhau, đó là ngày xưa thì con hay đối xử với vợ con theo cái cách mà con muốn. Còn bây giờ thì mình hiểu là cái đấy thì mình không thể làm được, mà mình phải đối xử với người kia theo cái cách mà họ muốn. Ví dụ như mình nói chuyện với người ta tiếng người Trung Quốc thì tôi nói tiếng Trung với bạn, thì người ta chúng ta sẽ mới hiểu được nhau, chứ để mà tìm ra cái ngôn ngữ chung thì nó không phải lúc nào cũng là hiệu quả. Thôi vậy là quá hay rồi. Dạ. Thực ra mà nói á, khi mà con ngộ ra cái điều đó rồi á, thì chắc chắn là tụi con không bao giờ có cái chuyện mà ghi cái tờ giấy ly dị. Nay là 14 năm rồi. Vâng. Sẽ còn là bao nhiêu? 14 54 năm nữa là bao nhiêu? 14 năm nữa là đám cưới vàng. Vâng. Đúng không? Vâng. Năm đâu? Không cần, 50 năm thôi. 50 năm nữa là 36 năm nữa. 36 năm nữa là đám cưới vàng. Dạ. Ôi, chú hy vọng là các con là biết đâu chừng sẽ nắm tay nhau. Vâng. Đó sẽ đến mà gặp anh Quyền Linh. Chương trình tình trăm năm đó. Dạ. Không. Cái chương trình của mình á cũng là đám cưới vàng là comeback lại được. Dạ, đúng rồi. Thôi bây giờ hôm nay trước khi tạm biệt. Dạ. Thì không biết rằng là con nó Hạnh, dạ, không biết là con có cái điều gì để mà dành tặng cho vợ mình trong cái dịp gọi là đặc biệt. Vâng. À. Vâng. Thực ra đây đúng là một dịp đặc biệt trong cuộc đời của con, vì đây lần đầu tiên con được lên TV. Thì con cũng chuẩn bị cho vợ con một món quà. Không, một món quà. Trời ơi, biết chuẩn bị quà luôn. Chú không hề biết luôn. Dạ. Tất cả mọi người không hề biết. Con cũng biết thật. Con cứ thoải mái. Đấy. Đứng lên luôn chứ. Đấy. Thì con có một món quà tặng cho vợ con. Ôi trời. Cho ngày hôm nay. Thì, ôi trời ơi, bất ngờ quá. Em có thể mở luôn. Thế á? Ôi lúc nãy con thật sự nhá, đầu con cảm giác con phải đi làm thám tử ấy. Con thấy nói chuyện gì dấm dui với chị biên tập, và con bảo là con sao đấy, có chuyện gì đấy.
Thế con còn lúc chị vào phỏng vấn con bảo không hiểu hôm nay chồng em có cầu hôn em lại trước sân khấu không? Con còn nói thế. Có khi lại Rung kìa. Ô sao không mở ra được anh? Ôi. Trời ơi, cái gì vậy? Lại... Đó không phải là một thứ gì to tát nhưng thực sự đây là con tặng vợ con một thỏi son. Ừ. Tại vì thực sự hôm nay nó là một ấn tượng đầu tiên là con được tham dự cái chương trình này thì con cũng muốn giải mã là bọn con là cặp vợ chồng thì tặng vợ con một thỏi son để cho thành vợ chồng son. À. Đi thi vợ chồng son là cái lý do đầu tiên. Thứ hai thì son là bố con này là biểu tượng của phái đẹp. Đối với con thì con thấy là khi phụ nữ người ta tô son lên thì nó như là một samurai, người ta đã kiếm vào là người ta sẽ đi ra đường và đấy là cái cuộc sống là bắt đầu là sống với cái vẻ đẹp. Và thứ ba là nó còn có sự là ý nghĩa là sự may mắn. Thì con muốn chúc cho vợ con là có sự may mắn và luôn xinh đẹp với cái và hạnh phúc và thành công trong cái công việc mới của vợ con. Xin cảm ơn. Trời không chừng hồi bốc tâm chúng tôi son nữa, 5 cây hộp son và cũng gửi thêm một ý nghĩa nữa là chúc cho hai đứa sẽ luôn hạnh phúc và luôn luôn yêu thương nhau và mãi mãi là sắc son với nhau. Vậy con có thấy là bảo là chương trình là có chú Thuận là chương trình chọn cái tên rất là hay vì có chú Thuận đây thì chắc chắn là sẽ Thuận vợ Thuận chồng tác Biển Đông cũng cạn đấy ạ. Chú cảm ơn con, cảm ơn con rất nhiều rồi.